Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán giống cây trồng chất lượng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn giống hoa tử đằng. Hiện tại bên trung tâm mình đang xuất hai dòng, đấy là hoa tử đằng thân gỗ đây ạ, và hoa tử đằng dạng vòng. Cây đang có mầm rồi các bác nhé. Hoa tử đằng có nguồn gốc từ châu Á, Nhật Bản và Trung Quốc. Cây hoa tử đằng đã được du nhập ở Việt Nam mình cách đây vài năm. Sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cây hoa tử đằng. Một số đặc điểm nhận biết: lá hoa tử đằng là lá hoa tử đằng thuộc dòng đối xứng, hình dạng thon, hơi nhọn phía đầu lá, chiều dài lá từ 4 đến 7 cm, gân lá tử đằng nhỏ, để lá tử đằng về phía hướng mặt trời có thể nhìn thấy ánh sáng phía sau mặt lá. Các bạn nhìn kỹ nhé. Đây là đặc điểm cơ bản để các bạn phân biệt hoa tử đằng với các dòng cây khác gần giống với hoa tử đằng. Chính vì cái đặc điểm này mà nhiều đơn vị khác đã lợi dụng để bán sai giống. Điển hình là cây sơ đỏ nên mọi người phải tham khảo kỹ trước khi mua cây giống. Đây nhé, các bạn nhìn kỹ lá của cây hoa tử đằng nhé. Đã có một số khách hàng đã gọi điện đến đơn vị mình để phản ánh về cái việc bán lừa đảo giống, không ra đúng giống. Hoa tử đằng trồng khoảng 1 năm cây sẽ nở hoa. Hoa tử đằng có các màu tím, xanh, hồng hoặc là trắng. Trong đó màu tím là màu phổ biến nhất của hoa tử đằng và phù hợp với khí hậu Việt Nam nên trung tâm đã lựa chọn cái hoa tử đằng màu tím để xuất ra thị trường. Hoa tử đằng thuộc dòng chùm rũ, chiều dài hoa tử đằng từ 40 đến 70 cm. Đây ạ, bên mình có làm biển để các bạn xem ạ. Hoa tử đằng có mùi thơm, đặc biệt là giống hoa tử đằng của Trung Quốc. Tử đằng có thể trồng cho leo giàn trước cổng, ngõ hoặc sân vườn. Cây vốn ưa nắng, khu vực này sẽ đảm bảo ánh nắng cho cây tử đằng phát triển tốt nhất. Cây hoa tử đằng có khả năng leo giàn nhanh, tỏa bóng mát và làm sáng rực ngôi nhà của bạn. Để mua được đúng giống hoa tử đằng, các bạn có thể liên hệ với các số hotline ở trên bài đăng hoặc có thể đến trực tiếp tại trung tâm giống cây trồng công nghệ cao, điểm bán giống cây trồng chất lượng, nhà vườn Đạt Nhung, khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn các video tiếp theo.